nó bị vài cái thái độ bị làm cho người ta bị lấn cấn tí. Đáng yêu như hồi nãy người ta sẽ cười, xéo sắc quá người ta sợ, hiểu không? Dạ. Từ cái đáng yêu qua cái xéo sắc cách nhau chút xíu. Có nhiều người người ta cũng la bài hại. Cái mục đích tới đây không phải để diễn. Dạ, mới hỏi ngược lại em này, vậy em ổn không? Bây giờ em không biết em có ổn cái gì hay cũng không vậy nữa. Tình duyên chỉ đến khi chúng ta độc thân. Giờ anh đã lập gia đình rồi. Anh sẽ giới thiệu cho em những người độc thân, chữa lại vết thương lòng cho em. Sẽ có những người phù hợp với em. Người ta trưởng thành em à. Hơn nhau là cái trưởng thành, em hiểu không? Thế anh nói anh Đức không trưởng thành hả? Chưa chưa, anh Đức là đang trên giai đoạn để trưởng thành thôi, để hoàn thiện. Em có thích anh Nhật Cường không? Mịn mịn chút được không? Ngô Kiến Huy đang độc thân, đẹp trai mịn màng ở đây. Em hiểu không? Hiểu không? Em hiểu không? Có những cái em đừng nên chê vội. Em chê người ta rồi tới những lúc em cần em quay lại người ta lên giá. Không có đâu nơi của chị em. Chị hiểu không? Dạng chứ cảm ơn em đến với chương trình Yêu Mến Anh. Và phải về luyện tập lại. Nếu yêu thích hài phải biết lựa cái nào nên nói, cái nào không nên nói, nghe chưa? Dạ. Ừ, chúc em mau có người yêu, nghe chưa? Dạ. Xin mời thí sinh Phạm Xuân Nữ. Làm cho tất cả danh hài luôn cho tư thế cười há mồm, làm cho tất cả danh hài khi một trong hai danh hài tươi cười. Cô này quen quen. Quen không? Quen. Nhìn mặt quen quá, không biết gặp ở đâu rồi ta. Chưa gặp. Chúng ta gặp nhau chưa nhờ? Rồi. Dạ em chào hai anh. Trấn Thành nói là em quen lắm, em có gặp Trấn Thành chưa? Dạ em có gặp anh Ngô Kiến Huy rồi, em có gặp chị Nhã Phương rồi, nhưng em chưa gặp anh Trấn Thành và anh Trường Giang. Phải không? Bạn ta đã thi cái gì rồi thì phải. Dạ chưa. Tôi nhớ bạn là một thí sinh nào đó thì. Dạ không ạ. Em gặp anh Huy ở đâu? Dạ em gặp anh Huy trong một cái chương trình Senior Tour và em là người dẫn chương trình. Em có làm gì sai trái hả hay sao? Không phải. Bữa đó em gieo rắc cái gì với em nhớ bạn này rồi. Diễn hay lắm. Tin em đi. Dạ. Diễn rất ok. Cực phẩm phải không? Cực phẩm. Cách đây vài phút em có nói câu này. Có cái bạn đó có đậu mà. Hiện nay bạn nó nằm trong kia kìa. Em có muốn vô kiếm bạn không? Em tên là gì? Dạ em tên là Xuân Nữ. Xuân Nữ. Dạ. Cô gái của mùa xuân. Anh biết rồi. Rồi công việc chính là MC hả? Dạ em làm hết tất cả những công việc nào liên quan tới nghệ thuật. Và công việc chính vẫn là MC. Ừ. Em diễn với ai? Với em. Một mình thôi hả? Dạ. Vô à. Có cái gì đó. Em có cần Huy trợ giúp không? Rồi vô. À tôi biết rồi. Mà nhìn cô này quen là do chắc mình thấy cô giống Ngọc Tiên. À MC Ngọc Tiên hả? Dạ em là họ hàng xa của chị Ngọc Tiên. Đúng không? Mợ chồng của em là chị họ của chị Ngọc Tiên. Thôi thi đi. Thôi đi đi. Sao? Rồi Ngọc. Em run quá anh ơi. Xuân Nữ cứ nói chuyện tiếp đi em. Chừng nào thi được dấu hiệu. Em giới thiệu về công việc của em. Ừ giới thiệu. Dạ. Hiện tại thì em làm MC tại địa bàn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Người ta hay gọi em là trùm Nhà Bè. Em dẫn hết tất cả những thể loại chương trình tại Nhà Bè, bao gồm đám cưới, đám hỏi, thơ nôi. Nói chung nhiều lắm. Nhưng mà làm cái nghề này thì vui anh. Giống như hôm bữa mới tháng gọi á. Cái nhà đó em dẫn đám cưới, xong rồi cái có đám giỗ kêu em luôn, cái em đi luôn. Cái giờ em chuẩn bị nhận thêm show nhà đó nữa. Nhà đó nuôi em nguyên tháng này luôn á.
Dạ hết rồi. Thi anh. Dạ. Anh Giang có câu động viên cho nữ không anh Giang? Thoải mái tự nhiên là được rồi. Lấy cái gì hay nhất lên là chuyện đầu tiên. Rồi Xuân Nữ, thời gian 1 phút bắt đầu. Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay em xin gửi đến toàn thể quý vị ca khúc Destiny, xin mời mọi người cùng lắng nghe. Dạ, đây cũng là sở trường của em luôn ạ. Ừ. Dạ, đậu không đậu gì, có hát là được. Ừ. You are my destiny, nắm tay em xin đừng buông lơi, hôn lấy đôi môi đầy gọi mời, chẳng bận lòng ngày mai tới. You are my destiny, có nhau bao lâu mình vui đi, thôi đáng đo thôi buồn lo chi, nghĩ suy mà chẳng ý gì. You are my destiny, destiny, destiny. 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 Wow. Wow. Well, well, Huy. Well. Giới thiệu xuất sắc nha. Cái đợt mà em đi làm cine tour cho phim của Huy là phim gì á? Dạ, phim có anh Trấn Thành đóng ạ. Phim gì? Dạ, phim Hoán Đổi ạ. Có vợ anh đóng luôn? Dạ, có vợ anh đóng luôn. Phim đó lỗ. Không, thực ra là thưa anh là em biết là thật ra là mình không có khả năng diễn xuất. Nhưng mà em là MC được á. Cái giọng là MC. Bởi vì MC là cái nghề của em rồi. Và em chỉ tự tin vào nó thôi. Còn diễn xuất thì em sợ lắm. Thật sự đây là lần đầu tiên mà em diễn xuất luôn á. Vậy nên... mà trong khi đó em biết anh Huy rồi. Anh Huy biết em mà tại sao phải nghĩ ra một kịch bản mà bước vào là mời anh Huy xuống hỗ trợ liền. Điều đó kích thích cho anh dữ lắm. Thật lòng là vậy. Rồi em hỏi anh Huy trả lời. Rồi em dựa những thông tin của anh Huy trả lời. Em bẻ anh Huy dặn dẹo này nọ. Tại vì mình MC mà, mình dẫn dắt câu chuyện được mà. Vậy mà không làm, đi làm Destiny. cái giọng em hát vừa rồi nó cũng nửa chả hay mà cũng chả dở. Em hiểu không? Dạ. Em nằm ở cái dòng mà cá nước lợ đó. Mặn cũng mặn, ngọt cũng ngọt, hiểu không? Dạ, mặn với ngọt là tên mẹ em với tên bà ngoại em luôn. You are my destiny, destiny, yeah, 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 yellow. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn Xuân Nữ. Bifina, men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản. Rosbank Fort, thuốc kho thảo dược cổ đức dành cho người lớn, nhập khẩu nguyên chai. Xin mời thí sinh Thảo My. Làm cho tất cả danh hài, cười miễn chi cho đến cười quái chi. Tôi sẽ chiến thắng vàng rồi, khi một trong hai danh hài tươi cười. Con xin kính chào chú Trường Giang, chú Trấn Thành và MC Ngô Kiến Huy. Con là... Con xin tự giới thiệu, con tên là Hoàng Nguyễn Thảo My, năm nay con 9 tuổi. Con đến từ đâu? Con đến từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Về Vinh? Vinh. Là ai ai đưa con vô đây? Nhà mẹ con. Rồi con diễn với ai? Con diễn một mình. Đẹp quá à, lại đây coi. Xinh quá. Con giống mẹ hay giống ba? Dạ, con giống mẹ. Mẹ con cũng đẹp vậy luôn á hả? Dạ. Con với mẹ ai đẹp hơn? Dạ, nhà mẹ. Mẹ đẹp hơn con luôn hả? Thì nghe,